chơi hay là thích đua đòi với bạn bè. Em về em lấy tiền của bố mẹ là đi quýnh bài, quýnh bia, rồi ăn nhậu các thứ. Xong bắt đầu là bệnh viện rủ nhau đi chơi bời quậy phá, kiếm cớ để đánh người ta thôi, để gây sự đánh nhau thôi. Nhà em thì có 3 người luôn, 3 người đều tham gia cái này, 3 người dính vô cái vụ đó. Xảy ra chuyện xích mích ở đánh nhau, gần đến thương tật với nhiều người. Lúc mà bị công an bắt ấy, thì nó ghép vào tội cưỡng đoạt tài sản, thì em đi bị 2 năm tù. Thầy cũng có tạo điều kiện cho em về mở tiệm cắt tóc, mở tại địa phương em. Em nghe được cái tiếng nhạc DJ thì em thấy thoải mái và đầu óc mình thấy thư giãn rất là nhiều. Em rất thích công việc của mình. Công việc của em là làm bảo mẫu và chăm sóc trẻ. Cái trẻ ở đây rất là dễ thương, kháu khỉnh, còn ngoan. Tham gia vào nhóm, mình mới biết mình khác hơn, mình trưởng thành hơn. Tính tình của em thay đổi hơn, biết kiềm chế cái sự nóng giận, tức. Mà bây giờ cuộc sống em nó trở nên nó dễ chịu. Và cái tính khí nóng nảy của mình thật sự là bớt đi được bao nhiêu. Riêng em thì em sẽ cố gắng không dính vô cái các tệ nạn xã hội đó. Em mong rằng các bạn cũng như vậy.